Chỉ cần ăn lỗ chuối theo cách này, sỏi thận to bằng cam cũng bị đánh bay mà chẳng cần tới thuốc tây. Thành phần trong lỗ chuối sẽ giúp bạn làm tiêu sỏi thận. Lỗ chuối giàu chất xơ, ăn mau no, có thể ép lấy nước có, nhưng ăn luôn sẽ có lợi hơn. Mỗi tuần ăn 1 đến 2 lần sẽ tốt cho những ai cần giảm cân. Giống như trái chuối, lỗi thân chuối giàu kali và vitamin B6. Vitamin B6 giúp sản xuất hồng cầu và insulin. Nó cũng tăng cường khả năng kháng khuẩn. Kali giúp cơ bắp hoạt động tốt, kể cả cơ tim, ngăn ngừa cao huyết áp, giúp kích thích thần kinh và duy trì cân bằng chất dịch trong cơ thể. Bài thuốc trị sỏi thận và giảm cân từ lõi chuối của người Ấn Độ. Bước 1. Trước tiên, cần phải lấy phần lõi ở bên trong thân của cây chuối. Bước 2. Tiếp đến, hãy rửa sạch lõi chuối, sau đó thái thành từng khúc nhỏ bằng nhau và tiến hành chế biến theo hai cách đơn giản sau. Cách 1. Đem lõi chuối ngâm vào trong cốc nước muối đã được pha loãng trong thời gian 1 tiếng đồng hồ. Cách 2. Cho lõi chuối vào trong nồi cùng với nước, thêm chút bột nghệ và đun sôi trong thời gian 10 phút. Bước 3. Sau đó, lấy lỗ chuối ra để chế biến thành bài thuốc cổ chữa sỏi thận như sau. Nguyên liệu: lỗ chuối cắt nhỏ 1 chén, nước cốt chanh 1 muỗng cà phê, nước lọc 1 chén, đường 1/2 muỗng cà phê, một chút muối. Bước 4. Đem toàn bộ các nguyên liệu này cho vào máy xay, xay nhuyễn cho tới khi hỗn hợp đồng nhất. Sẽ ngon hơn nếu như cho vào trong ngăn mát khoảng 2 giờ. Dùng chuối hột. Chuối hột, còn gọi là chuối chát, họ chuối. Ngoài các thành phần chất dinh dưỡng tốt như đường, sinh tố, chất xơ, trong chuối hột xanh còn có chứa hàm lượng chất tannin cao, vì vậy chuối có vị chát nhiều hơn ngọt. Chuối hột có tác dụng giải độc, lương huyết, dân gian hay dùng để chữa đau lưng, nhức mỏi. Trái chuối hột xanh chữa hắc lào, vỏ trái chuối hột chữa kiết liệt, củ chuối hột chữa cảm nắng, sốt cao, chữa sỏi thận. Chuối hột già còn xanh, để cả vỏ, 7 quả, thái mỏng phơi khô, rao vàng, hạ thổ, sau đó đem sắc với 3 bát nước ăn cơm. Còn 1 bát, uống lúc còn nóng khi no. Mỗi lần 1 bát, ngày 4 bát. Hay có thể cho vào ấm, đổ nước sôi và hãm như hãm trà. Ngày uống 3 đến 4 ấm. Chỉ cần uống trong một thời gian khoảng 1 tháng, sỏi thận sẽ tan và tống ra ngoài theo đường tiểu tiện. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chữa yếu sinh lý từ quả vải. Yếu sinh lý là bệnh lý phổ biến thường gặp ở nam giới, trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều quý ông. Yếu sinh lý gây ra rất nhiều những phiền toái và ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của nam giới. Yếu sinh lý có thể điều trị được bằng cả thuốc tân dược và đông dược. Tuy nhiên, có rất nhiều các loại thực phẩm rất gần gũi với đời sống có tác dụng chữa yếu sinh lý hiệu quả bất ngờ mà chúng ta không hề biết. Theo các nhà nghiên cứu về chữa trị yếu sinh lý ở nam giới, thì quả vải có chứa rất nhiều các vi chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người gặp các vấn đề về chức năng sinh lý như yếu sinh lý. Quả vải là loại hoa quả rất gần gũi với đời sống của con người. Vải là loại hoa quả chứa rất nhiều chất bổ dưỡng, thơm ngon, ngọt, dễ ăn, không cần chế biến, có thể sơ chế thành nhiều món ăn khác nhau. Trong quả vải được xác định có rất nhiều những nguyên tố vi lượng, bổ dưỡng như sắt, kẽm, magie, vitamin B, có chức năng tăng cường hệ tuần hoàn và ham muốn tình dục. Đặc biệt là hai vi lượng flavonoid và polyphenol. Các chất này có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, kích thích khả năng tình dục ở nam giới, kéo dài trạng thái phấn khích và ham muốn. Trong đông y, vải có tác dụng ích tâm, ôn tỳ, tư thận, bổ huyết, dưỡng can, trừ phiền khác, làm tỉnh táo tinh thần, minh mẫn trí óc, tăng cường sức lực, tăng thân nhiệt, tráng dương, tiêu thủng, làm đẹp nhan sắc. Bên cạnh đó, quả vải cũng được dùng để bổ thận tráng dương, kéo dài tuổi thọ. Một số bài thuốc chữa yếu sinh lý bằng quả vải. Với những tác dụng của vải,
dùng nó để chữa trị yếu sinh lý rất có hiệu quả. Vậy chữa yếu sinh lý từ quả vải như thế nào? Các bạn có thể tham khảo một số bài thuốc từ quả vải như sau. Vải ngâm rượu. Chọn 1 kg vải tươi, bóc vỏ, để nguyên cùi và hạt. Sau đó ngâm vải với 2 lít rượu gạo loại ngon. Ngâm khoảng 1 tuần là có thể sử dụng. Tuy nhiên, liều lượng sử dụng cần phải dựa vào tình trạng bệnh. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Vải hấp tích thủy. Chuẩn bị cùi vải tươi, tôm nõn, rau cải và các gia vị cần thiết. Sau đó xử lý nguyên liệu. Vải bỏ vỏ và hạt. Cho tất cả nguyên liệu vào tôm ướp khoảng 30 phút. Cho vào máy xay 5 phút và bày ra đĩa. Rồi nặn viên, cho vào trong cùi vải, cho vào nồi. Đun to lửa hấp tích thủy. Trộn đều nước, muối, đường, tinh bột với nhau. Cho vào nồi đun nhỏ lửa khoảng 5 phút. Sau đó cho lòng trắng trứng gà vào, trở thành nước sốt. Rau cải xanh luộc chín, bày lên cạnh đĩa. Đổ nước sốt lên trên viên vải nhồi tôm ăn khi còn nóng. Sử dụng vải sấy khô. Dùng cùi vải khô 7g, nhân sâm 24g, thuộc địa 15g, khỉ tử 15g, âm dương hắc 9g, viện chí 9g, đinh hương 9g, trầm hương 3g, bạch tạc lê 9g, rượu trắng 1000ml. Các vị thuốc thái bụng ngâm với rượu trong bình kính, sau chừng 7 đến 10 ngày có thể dùng được. Uống mỗi ngày một chén nhỏ, uống nhấp mồi từ từ, từng ít một. Ngoài những bài thuốc trên, vải có thể chế biến được thành rất nhiều món khác nhau, tùy theo khẩu vị của từng người. Vải có nhiều công dụng và chất dinh dưỡng, là thực phẩm nên bổ sung. Có rất nhiều người vì sợ nóng nên thường bỏ qua hoặc hạn chế ăn vải mà bỏ qua một loại thực phẩm bổ dưỡng. Các chị em có thể tham khảo và chế biến cho chồng mình để cải thiện tình hình nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Hàng trăm triệu không cứu được ung thư phổi, nhưng dùng cây diếp cá lại có hiệu quả. Anh Thạch Son được chẩn đoán là ung thư phổi, không có điều kiện chữa trị theo Tây y nên chỉ biết chờ chết. Nhưng nhờ kiên trì sử dụng lá diếp cá theo cách này, anh đã vượt xa lời dự đoán của bác sĩ. Vợ chồng chị Chanh Gia, Thạch Son sống ở khu ổ chuột, phường Miên Chay, Phnom Penh. Tháng 3 năm 2014, anh Thạch Son, lúc đó mới 45 tuổi, được chẩn đoán là bị ung thư phổi. Lúc đó, nếu theo bệnh tình của chồng thì chị Son phải có trong tay vài trăm triệu. Mà theo lời bác sĩ thì kể cả vài trăm triệu cũng không thể giúp anh Son chữa khỏi bệnh. Anh được chẩn đoán là sống không quá 4 tháng. Chị Chanh Gia làm nghề lọc tỏi thê cho một vựa gia vị. Tiền công một ngày là 25.000 ria, tương đương 100 Việt Nam đồng. Chồng chị thì chạy xe tút tút, bữa được bữa không. Hai vợ chồng lo nuôi 4 đứa con và trả tiền thuê nhà. Cuộc sống lo chạy ăn từng bữa nên không có tiền chữa trị. Biết được tình cảnh đó của vợ chồng anh Thạch Son và chị Chanh Gia, nhất là khi biết sức khỏe anh ngày một sa sút. Khó u ác tính khiến anh khó thở, thổ huyết, người gầy rạc, chỉ còn da bọc xương và đang sống trong cái cảnh chờ chết. Y sinh Tị Lâm đã gửi sang Campuchia tặng anh chị 1 kg hồng đẳng sâm khô để anh bồi xước. Y sinh Tệ Lâm, trung cấp y dược Lê Hữu Trác, thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ cho anh Son dùng lá hẹ và rau diếp cá chữa bệnh. Do anh Thạch Son không chịu được mùi vị của lá hẹ nên anh áp dụng lá diếp cá. Anh dùng trường kỳ, mỗi ngày tỳ sức mà dùng từ 30 đến 50 gram. Khi thì Son ăn sống, khi thì anh sắc nước. Khi lướt qua mốc thời gian không quá 4 tháng, theo như dự đoán của bác sĩ, anh Thạch Son tăng liều giúp cá gấp đôi. Chị Chanh Gia cho biết, chồng chị dùng kiên trì dưới sự giám sát, nhắc nhở thường xuyên của vợ. Ảnh mà chết thì buồn rồi, mà cũng tốn tiền lắm, tiền mua áo quan, tiền làm đám tang, nên ảnh không thể chết được. Chị Chanh Gia tâm sự. Trong thời gian này, anh Thạch Son có dùng thêm linh chi, sắc nước uống để tăng cường sức khỏe. Theo bác sĩ Trần Văn Kỳ, nguyên viện phó Viện Y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, linh chi có tác dụng chống u bướu,
cô lập và tiêu diệt tế bào ung thư. Kiên trì như thế, anh Thạch Son hiện vẫn đang sống rất khỏe mạnh. Anh vẫn chạy xe tút tút để phụ giúp kinh tế cho vợ nuôi các con. Tất cả là nhờ lá diếp cá. Theo y sinh Tệ Lâm, lá diếp cá là một chất kháng sinh tự nhiên. Đây là bài thuốc rẻ tiền nhưng cực kỳ giá trị. Lá diếp cá theo tên gọi đông y là ngư tinh thảo, vì lá có mùi tanh của cá. Ngư tinh thảo, bằng cỏ có mùi cá tanh, được sử dụng khá nhiều trong các phương thuốc dân gian. Lá diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trừ mũ. Y sinh Tệ Lâm cho biết, lá diếp cá có thể điều trị ung thư phổi, ung thư mũi, họng, ung thư tuyến vú. Nguyên liệu: lá diếp cá 15g đến 39g, nước 1 lít. Cách làm: lá diếp cá tươi rửa sạch dưới vò nước, ngâm qua một chút muối trong 5 phút rồi vớt ra. Lá diếp cá thái nhỏ, cho vào đun cùng 1 lít nước trong khoảng thời gian 20 phút. Chờ cho nước nguội bớt rồi uống luôn. Kiên trì uống nước sắc lá diếp cá trong nhiều tháng liên tiếp. Lá diếp cá là chất kháng sinh tự nhiên. Chị Gia cho biết, chồng chị hiện đang sống rất khỏe mạnh nhờ bài thuốc từ lá diếp cá. Theo y sinh Tệ Lâm, tùy thể bệnh mà đông y có nhiều vị thuốc, bài thuốc chữa trị chứng bệnh ung thư phổi. Trong điều kiện của anh Thạch Son, do anh ở quá xa, phần vì anh không có điều kiện kinh tế để vào bệnh viện, nên anh áp dụng vị thuốc rẻ tiền, dễ tìm là diếp cá. Theo đông y, lá diếp cá thường được các y gia giàu kinh nghiệm xem như là vị thuốc hỗ trợ điều trị cho người bị ung thư phổi. Có thể dùng độc vị, hạt phối với một số loại dược liệu khác. Chú ý, lá diếp cá không phải là cứu cánh duy nhất dành cho người bị ung thư phổi, càng không phải là thần dược này nọ. Nhưng trong tình trạng đường cùng của bệnh nhân Thạch Son, lá diếp cá hẳn là cứu cánh và là hy vọng cuối cùng. Y sinh Tệ Lâm cũng khuyến cáo bệnh nhân, nếu đang điều trị theo tây y, tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Người bệnh không tự ý bỏ ngang việc điều trị và áp dụng bài thuốc này nếu không được tham vấn từ người có chuyên môn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những tác hại khôn lường khi chị em ham mặc quần bó sát quá chật. Bạn hay mặc quần jean và thường mặc quần bó sát rất chật để tôn dáng, nhưng bạn có biết như thế là rước họa vào cơ thể. Ngay từ hôm nay, hãy dừng việc này vì nó vô cùng hại. Hãy đọc ngay để biết những tác hại khi mặc quần chật. 1. Ngăn cản sự lưu thông máu. Hãy thử quan sát, khi bạn mặc quần chật, phần gót chân và mắt cá chân hay bị đỏ lên, thậm chí sưng. Đó là vì chiếc quần chật khiến cho máu trong cơ thể khó lưu thông. Lượng máu không lưu thông tốt gây nguy hiểm cho sức khỏe. Lúc này, tim của bạn cũng phải làm việc vất vả hơn. 2. Làm các tĩnh mạch bị giãn. Theo một nghiên cứu, 31% nữ giới có tĩnh mạch giãn. Tình trạng này có thể trở nên tồi tệ hơn từ việc sử dụng thuốc ngừa thai, mặc quần chật và đứng quá lâu. 3. Gây khó thở. Áp lực trong phổi và khí quản gây ra bởi quần áo bó chặt có thể khiến bạn khó thở. Khi trao đổi khí ở khu vực ngực không được thực hiện có hiệu quả, nó có thể tích tụ và đẩy nhanh sự oxy hóa tế bào của bạn. Điều này có thể dẫn đến lão hóa sớm. Ngoài ra, khó thở còn gây cho bạn cảm giác khó chịu, thiếu tập trung. Vì vậy, mặc quần quá chật là điều không nên. 4. Đau lưng. Bạn có thể cho rằng điều này không liên quan lắm, nhưng chỉ cần một bài kiểm tra nhỏ, bạn sẽ thấy mặc quần chật là một trong những nguyên nhân khiến đau lưng và đau vùng xương chậu. Vì quần chật sẽ hạn chế các vận động, buộc bạn phải căng cơ và làm cho đốt sống của bạn khó khăn hoạt động hơn bình thường. Phần mông cũng khó khăn trong hoạt động, nhất là cánh tay và chân không thể tự do được, sẽ khiến bạn bị đau và mỏi cơ. 5. Chậm quá trình tiêu hóa. Quần chật gây khó chịu bụng, khiến bạn không thể ăn uống thoải mái, ngăn chặn quá trình tiêu hóa, thức ăn trong dạ dày. Vì lý do này, quần áo chật thường gây khó tiêu, tạo tính axit và trào ngược dạ dày,
nó cũng có thể gây táo bón, đau ruột. 6. Tạo điều kiện cho nấm âm đạo phát triển. Mặc quần áo quá chật có thể làm tăng nhiệt độ và độ ẩm trong khu vực sinh dục. Điều này thúc đẩy sự xuất hiện của nấm và vi khuẩn. Điều này có thể gây ra mùi hôi xấu hoặc các vấn đề như nhiễm nấm men. Đối với đàn ông, đồ lót và quần dài chặt chẽ có thể ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng, đồng thời cũng gây ra tinh hoàn. 7. Làm tăng mồ hôi. Hiệu quả cuối cùng của việc mặc quần chật chính là xuất hiện mùi hôi. Có thể mùi hôi ở chân, bàn chân và kể cả bộ phận sinh dục. Những chất liệu ni lông còn khiến cho tình trạng này tồi tệ hơn, là nơi phát sinh của tất cả các loại vi khuẩn gây hại. Ngay từ hôm nay, hãy từ bỏ những chiếc quần quá chật vì nó rất ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.